Dịch bệnh khiến nhịp sống khắp nơi phải thay đổi, và những người làm du lịch cũng vậy. Thế nhưng với người dân ở xã Ninh Xuân, huyện Hoa Lư đã có những cách thích nghi phù hợp để cải thiện kinh tế gia đình. Sự lạc quan đã trở thành yếu tố cơ bản để mỗi người tự chủ cuộc sống trong trạng thái bình thường mới. Khi dịch COVID-19 bùng phát, đội văn nghệ Tràng An của bà Mậu phải ngừng hoạt động. Không có khách du lịch, không còn đất diễn, bà cũng như nhiều thành viên khác chẳng có thời gian dành cho sự than vãn. Bà trở lại nghề buôn bán nhỏ ở chợ như xưa để cải thiện đời sống. Cũng đi chợ buôn bán vậy, công việc nó cũng đều, cũng không thu nhập thì nó thấp, nhưng mà thôi cũng cố gắng vậy thôi. Cũng rất mong muốn là khu du lịch nhanh chóng được mở trở lại để chúng tôi và những người lái đò tiếp tục được đi làm để phục vụ cho khách du lịch. Là địa phương nằm trong vùng lõi của di sản Tràng An, xã Ninh Xuân có số lượng lớn lao động làm việc trong lĩnh vực du lịch, từ chở đò, bán hàng lưu niệm, tham gia đội văn nghệ hay dịch vụ lưu trú. Trên 800 hội viên phụ nữ thì có tới hơn 90% làm nghề du lịch, cũng đồng nghĩa với việc khi dịch bệnh xảy ra, đến 90% chị em mất việc làm. Tuy nhiên, không ngồi yên chờ đợi sự hỗ trợ, với bản tính năng động của người làm du lịch, họ đã nhanh chóng tìm những công việc khác. Từ bán hàng ăn uống, kinh doanh hoa quả, bán quần áo đến phụ hồ, làm may mặc. Từng gắn bó công việc du lịch hơn 10 năm, thậm chí có người đã 20 năm. Nên giờ nhiều người dù rất vất vả để quen với công việc mới, nhưng họ cũng tìm thấy cho mình sự an yên trong cuộc sống. Bây giờ mình phải tự lực thôi ạ. Còn trông chờ nhà nước còn biết bao nhiêu những trường hợp còn đang khó khăn hơn tôi. Nên là tôi bắt buộc tôi phải là nghĩ ra một cái nghề gì đấy là tôi để làm để trang trải về kinh tế. Mặc dù là chắc chắn là không bằng đi đò được, nhưng mà cũng còn hơn phần nào những mọi người còn đang rất là khó khăn hơn mình. Tất cả chúng tôi là đang yêu nghề lái đò nên là không đi tìm công việc khác, để chờ hết dịch là chúng tôi sẽ quay lại phục vụ lái đò, phục vụ du khách. Mong sao cho dịch qua nhanh để còn trở lại những công việc như trước kia. Chuyển hướng nghề mới, thu nhập chỉ bằng một phần nhỏ so với công việc làm du lịch trước đây. Song chính quyền và người dân Ninh Xuân vẫn quyết tâm, việc trước mắt ưu tiên là thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch. Bởi hơn ai hết, những người làm du lịch nhận diện rõ nhất, chỉ khi dịch bệnh được đẩy lùi, cơ hội nghề nghiệp như xưa mới quay trở lại. Chủ yếu là biện pháp tuyên truyền cho chị em là khắc phục khó khăn, thứ hai nữa là cố gắng là tự vươn lên để xoay sở cái công việc này, ba nữa là chung tay đẩy mạnh cái phong trào để ủng hộ phòng chống cái dịch COVID, nhanh chóng để dập được cái dịch COVID. Nhớ lời ca, tiếng hát, nhớ công việc phục vụ khách du lịch. Thế nên mỗi khi hết buổi chợ phiên, bà Mậu cùng mọi người lại ngâm nga vài làn điệu chèo vui. Bởi với họ, khi vẫn cần mẫn lao động, thì niềm lạc quan, yêu đời sẽ còn mãi.